Theo Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an, thời gian qua tại một vài địa phương đã xảy ra một số vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng, gây xôn xao dư luận, như vụ Giáp Thị Huyền Trang, sinh năm 1996, quê ở Bắc Giang, bắt cóc và giết bé gái ở huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội để đòi tiền chuộc 1,5 tỷ đồng. Đối tượng Tạ Duy Khanh, sinh năm 1985, quê Thái Bình, sát hại, phần mảnh thi thể nạn nhân phi tang ở sông Hồng. Nghi phạm Nguyễn Văn Hiệp, sinh năm 1986, quê Thái Nguyên, sát hại bạn gái tại cửa hàng thời trang ở Bắc Ninh rồi tự tử. Trung tướng Tô Ân Sô cho biết, thời gian tới, để tiếp tục đấu tranh, phòng chống có hiệu quả hơn với tội phạm giết người, Bộ Công an sẽ đẩy mạnh tham mưu với cấp ủy đảng, chính quyền, giải quyết tốt những vấn đề an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm cho người lao động, nâng cao chất lượng giáo dục học đường, theo hướng cân bằng, coi trọng đồng bộ giữa giáo dục văn hóa và xây dựng nền tảng đạo đức. Bộ Công an cũng sẽ tăng cường năng lực cho lực lượng công an cấp xã để chủ động nắm tình hình kịp thời, phát hiện, giải quyết sớm các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, nhất là mâu thuẫn về tranh chấp đất đai, vay mượn tài sản. Phát huy vai trò các tổ hòa giải, các tổ chính trị xã hội. Bộ Công an cũng sẽ phối hợp các ban ngành ở địa phương để mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật cho nhân dân, nhất là pháp luật về hình sự, dân sự, hôn nhân gia đình, phòng chống bạo lực học đường.